Hey, welcome chào mừng mọi người đến với kênh Cẩm Tiên TV. Hôm nay hình như Tiên lại có dịp, lại giống như là một cái duyên. Một lần nữa Tiên là phải đi test Covid. Nhưng lần này Tiên đi test Covid là để chuẩn bị cho chuyến bay của sắp tới. Cách đây sắp tới là Tiên sẽ đi Hy Lạp nha. Bây giờ Tiên sẽ giới thiệu mọi người, đây là cái khách sạn mà Tiên sẽ quay cũng như là giới thiệu cho mọi người. Ở đây người ta sẽ có thuê một cái văn phòng, và tại cái văn phòng đó thì họ sẽ có dịch vụ test Covid. Cái văn phòng này nó tích hợp chung với cái chỗ đại lý bán vé máy bay của Tiên, nên là Tiên sẽ vô đây để test Covid cũng như là được hỗ trợ với cái đại lý máy bay nha. Bây giờ Tiên sẽ đi vào bên đó thôi. Khách sạn này khá là lớn luôn đó mọi người. Ở bên đây người ta rất là nhường cho người đi bộ ha. Rồi bây giờ mình Tiên và cùng mọi người tiến vào cái không gian mà nơi mà Tiên sẽ đi test Covid nha. Wow, một cái không gian rất là ấm cúng đúng không mọi người? Là khách sạn xịn sò tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển nha. Đây là quầy reception. Đây là cái văn phòng tên WeLab, mà là nơi mà Tiên sẽ đi test Covid tại nơi đây. Quầy bar ở đây cũng rất là dễ thương và ấm cúng, và cũng như là cũng rất là sang trọng đúng không? Bây giờ Tiên sẽ ngồi ở đây. Trước khi ngồi ở đây thì Tiên sẽ giới thiệu cho mọi người. Ở đây cái văn phòng mà nơi mà test Covid sẽ nằm ở đây nha. Đây, và Tiên sẽ đợi ở đây, sau khi nếu mình nhận được tin nhắn từ văn phòng thì Tiên sẽ đi vào để test Covid nha. Ở đây thì người ta làm việc rất là đúng giờ, nên là cứ đúng giờ là mình sẽ vào thôi, tại vì nó tùy thuộc vào cái giờ mà mình đặt đó. Sau khi Tiên test Covid xong á, thì Tiên sẽ đi ra ngoài mà quay một lần nữa toàn cảnh ở đây cho mọi người xem về vẻ đẹp của thủ đô Stockholm nha. Hình như là Tiên đã có tin nhắn để vào test Covid rồi. Bây giờ Tiên sẽ đi vào trong nha. Hả? Em cameraman muốn nói gì? Bây giờ Tiên sẽ vào test Covid nha. Khi mà Tiên vào test Covid á, thì em cameraman á, sẽ phải ngồi ở đây đợi. Và Tiên chỉ vô một mình thôi, vì ở trong đó không có được quay phim đó mọi người. Nên là Tiên đi vô một mình nha. Thấy mọi người, một điều rất là ngạc nhiên, bởi vì là khi mà Tiên đi test Covid ở Việt Nam á, thì là người ta sử dụng cái que mà thọc vô lỗ mũi của mình, nên Tiên rất là sợ. Bởi vì đợt đó là Tiên thọc vô cảm giác là vào cuống họng, mà cũng có một chút máu nữa mọi người, nên rất là lo. Nên hôm nay đi thì cũng nghĩ sẽ giống như vậy, nhưng thật ra ở đây người ta chỉ lấy cái que đó thọc vào cuống họng của mình, lấy mẫu nước bọt của mình và đi xét nghiệm thôi. Cũng khá là may mắn, cũng làm Tiên rất là hồi hộp luôn đó mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra nha. Tiên đã hoàn thành xong cái buổi test Covid này để chuẩn bị cho buổi đi du lịch sắp tới. Còn đi đâu thì Tiên sẽ bật mí sau nha. Mọi người thấy đó, mặc dù đây là ở thủ đô Stockholm nhưng mà vẫn là rất là không có quá đông đúc đó mọi người.
Và giờ này cũng là tầm khoảng 4 giờ, 4 giờ hơn. Thì giờ này là giờ người ta cũng tan làm ra đó. Thời tiết hôm nay hình như sắp tới sẽ có một chút mưa nhẹ. Tiên đã cảm nhận thấy mưa nó lắc lắc rồi. Lúc nãy đi thì nắng, mà bây giờ thì mưa rồi mọi người. Dù là còn lâu mới tới đèn xanh nhưng mà người đi bộ ở đây vẫn đứng yên.
Ok, và bây giờ đi sau khi mà một hồi lâu Tiên đi lên trên đường trong thủ thô đô Stockholm này á thì muốn lẹo lưỡi luôn, bởi vì là rất là khó kiếm chỗ để đỗ xe đó mọi người. Nên là bây giờ kiếm được chỗ đỗ xe cũng là một cái gì đó gọi là một cái kỳ tích ở thủ đô Stockholm rồi, bởi vì được khá đông đúc á. Bây giờ Tiên sẽ nói giới thiệu cho mọi người cái cách mà người ta gửi xe cũng như lấy vé xe như thế nào nha. Ok, giờ mình sẽ đi thôi. Giới thiệu với mọi người, đây là cái máy dùng để mình check vé xe cũng như là ví dụ bây giờ mình đậu xe vô, bắt đầu mình sẽ nhập cái mình sẽ thao tác nha. Bây giờ mình mở này lên, bắt đầu mình sẽ đút thẻ tín dụng của mình vào, mình chờ trong giây lát nha. Tiếp đến chúng ta sẽ vào nút này và bắt đầu mình nhập cái mã mã số xe của mình vào. FB FB 03H. Ok, đó là mã số xe của mình. Ok, bây giờ ở đâu này, Bishers Tesla Tour, đó là đây đây là cái thời gian mà mình muốn gửi. Ví dụ đây mình muốn gửi 5 phút, mình ấn 5 phút. Mình muốn gửi 1 tiếng, mình ấn 1 tiếng. Đó. Thì bây giờ là nó tính thời gian của mình là 17 giờ 49. Nó sẽ tính thời gian 17 giờ của mình là 17 giờ 54 phút là mình phải lấy xe. Nếu mà mình để quá thời gian này mà người ta đi kiểm tra cái vé xe của mình á thì mình sẽ bị phạt đến khoảng 180 krono tiền Thụy Điển nha. Bắt đầu bây giờ mình ok. Nên là cái việc thao tác này là phải có nha mọi người. Khi mình đậu xe tại sẽ có một số bãi, sẽ có cái một số bãi mà mình đậu, nhiều khi mình sẽ không có nhìn thấy được cái máy đâu, mình phải đi tìm nó nha mọi người, hoặc là mình có thể tìm kiếm trên cái app trên điện thoại để mình biết là cái máy nó nằm ở đâu nha. Nhưng mà bắt buộc mình phải làm cái thao tác này khi mình muốn đậu xe. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy thẻ ra nha. Ok, phí của khi mà gửi xe này là mất khoảng 31 đồng Thụy Điển nha. Và sau đó sau khi lấy thẻ ra là mình nhập cái số điện thoại của mình vào và cuối cùng là hoàn tất nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi thôi. Sao mà Tiên nói khó đậu xe, vì bây giờ ở trên thủ đô của mình đó, đã gọi là thủ đô thì khá là đông đúc rồi đó, thì nên là cái việc mà xe độ đậu thì rất là nhiều. Bên cạnh đó, ngoài việc đã đậu được xe rồi, đi tìm cái máy để như hồi nãy Tiên cho mọi người xem á cũng là một điều cũng hơi khó nha, tại vì không phải là chỗ nào nó cũng có máy mà mình đi tìm nó. Đây là phố đi bộ của thủ đô nha.
Thật sự là khi bây giờ là lần đầu tiên Tiên đến thủ đô Stockholm á mọi người, nên là trong tâm trí của bây giờ là nhìn cảnh rất là đẹp, nên là cảm thấy là hả mọi thứ văn chương là nó quên hết rồi mọi người. Nhưng mà có một điều mà Tiên biết chắc rằng á, cũng như là theo Tiên biết á, thì ở thủ đô Stockholm này á, ở Thụy Điển á, chưa tới 1 triệu dân nữa, mà trong khi ở thành thủ đô của Việt Nam mình là ở Hà Nội á, hay là ở thành phố Hồ Chí Minh á, là đã hơn 10 triệu dân rồi mọi người. À, khung cảnh ở phía bên đây tay trái của Tiên đó là khu vực chợ trời nha. Nhìn cái này cũng nhớ đến chợ Bến Thành của mình đó mọi người. Thì sau những cái clip mà Tiên quay cho mọi người thì mọi người chắc hẳn cũng thấy rằng á, ở đây không hề có cái gì gọi là có không khí của corona ở đâu đây nha mọi người, mà nó hoàn toàn như không có gì xảy ra tại thành phố này cũng như tại đất nước này. Hồi nãy là người ta phục vụ văn nghệ cũng như là họ dùng cái năng khiếu của họ để kiếm tiền nha mọi người. Như vậy thì cái không khí ở đây nó càng nhộn nhịp hơn. Khu ở thành phố Tiên sống mọi người thấy là ít người rồi đúng không? Ở đây thì mọi người sẽ thấy cái sự nhộn nhịp hơn một chút cho thành phố Tiên sống nha. Thì Tiên đang đứng đợi khi nào có tín hiệu của đèn của người đi bộ thì mình sẽ đi qua nha. Rồi ok. Khu vực này là khu vực hầm xe điện phải không em camera? À, tàu điện ngầm. Tunnel spawner. Đó xe cảnh sát đó mọi người. Ở đây là ở đâu hả em cameraman? Cũng là khu vực trung tâm luôn. Wow. Rồi mình đi qua thôi. Ủa chưa? Này chưa. Tôi nhìn lộn tín hiệu đèn mọi người.
Nhìn mọi người ở đây mà Tiên cũng muốn diện những bộ đồ mà mùa hè rồi mọi người. Và hôm nay là cái buổi mà Tiên đến thủ đô Stockholm để mà có thể test Covid để phục vụ cho cái việc mà tuần tới thì sẽ đi du lịch tại Hy Lạp nha mọi người. Nên là để quay toàn cảnh ở phố đi ở đây một chút để cho mọi người có về ở thủ đô Stockholm trông ra sao nha. Và hứa hẹn mọi người một ngày mà Tiên sẽ quay toàn bộ nguyên một ngày đó chỉ ở thủ đô Stockholm thôi. Và ngày đó mọi người hãy đón xem Tiên sẽ làm gì và thực hiện những cái điều gì ở thủ đô nha. Và ở hôm nay cũng là một cái khu vực khá là nổi tiếng, cũng như là một cái điểm gọi là điểm nhấn của cái thành phố, của thủ đô đây nha. Và bật mí cho mọi người là Tiên sẽ có một tuần tại Hy Lạp và hứa hẹn cho mọi người sẽ có nhiều điều mới lạ cũng như là thực hiện nhiều trải nghiệm khác nhau và giới thiệu cho mọi người thấy về cái khu vực ở thành phố Hy Lạp có những gì và Tiên sẽ thực hiện điều gì nha. Mọi người nhớ đến xem nha. Cảm ơn mọi người đã like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Tiên TV và đặc biệt hơn hãy nhấn nút cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới về những video mới nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào, gặp lại. Hãy đưa bye bye. Trước mắt mọi người đây là con đường đi lên thiên đường nha. Nhưng mà thực ra không phải là thiên đường đâu, Tiên nói đùa đó. Mà này là một con đường rất là bình thường. Nhưng mà khi ở đây có đèn xanh đèn đỏ là lúc đó là sẽ có tàu đi ngang qua đó. Mọi người thấy đang tàu đã đi qua rồi, bây giờ trên đường nó sẽ hạ xuống nha. Wow, cái này lần đầu tiên mà Tiên thấy luôn. Thì có lẽ mọi người cũng sẽ là lần đầu tiên mọi người thấy cái cảnh này đúng không? Ở Việt Nam mình đâu có cái này đâu. Đó, bắt đầu hai cái mối nối nó sẽ ghép lại với nhau tạo thành con đường. Lúc nãy Tiên đi qua cái đường này nhưng mà Tiên không biết là nó có thể nhấc lên như vậy đó mọi người, nên là khá là bất ngờ, nên là Tiên muốn quay lại để chia sẻ mọi người xem để mọi người biết thêm giống như Tiên. Đó, xong bây giờ chúng ta chuẩn bị lưu thông bình thường nha. Khá là hay đúng không? Rất là xịn sò luôn. Bây giờ thì đợi để chuẩn bị qua đường thôi. Này giống như xe lửa, mỗi lần mà ở Việt Nam mình cho xe lửa, đợi xe lửa qua đó mọi người. Nhưng mà thay vì là có đường ray ở giữa đúng không? Thì ở đây người ta làm luồng ở phía bên dưới và mở đường ra bằng cách là đưa hai cái đầu đường lên á, như nãy mọi người thấy đó. Ok, bây giờ Tiên chuẩn bị về nhà thôi. Rồi, bắt đầu mở cổng ra nha. Cái mở cổng này thì giống ở Việt Nam nè. Lúc mà xe lửa đi ngang qua xong rồi bắt đầu mở cổng mình chuẩn bị đi đó. Rồi, bây giờ đi đường bình thường nha. Mọi người sẽ thấy là cái đường rất là bình thường luôn. Không có gì là khác lạ hết trơn á. Dưới mặt đường nè, mọi người thấy không? Đây, cái đường mà lúc nãy mình cắt ra để cho tàu đi qua đó.